mai em có một cái ưu đãi dành cho các bác, dành cho anh em lấy cả bộ nhá. Em sẽ báo giá chi tiết những cái món này. Nếu mà anh em là lấy cả bộ em sẽ để giá cực kỳ tốt cho các bác. Đấy, bộ này thì ăn chơi đủ món luôn. Các bác cứ nghe một đoạn xong em sẽ giới thiệu thêm cho các bác chi tiết về món này. Chào quý khán giả thân mến và gia đình hôm nay em đang thu từ đang dùng đĩa MD buồn thương. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đi tà từ mai này thuyền hóa vui đón em về cùng. Em ghép được bộ này rất là ưng ý, nó rất là hợp, complex, nhìn rất là chất. Âm ly 507 MRV và đầu MD Alpha 507 đều mặt phay nhôm vàng. Đấy, rồi cặp loa thì màng bát kép la cũng màng vàng, vỏ cũng vàng, loa thì có Anh, còn cái bộ này thì của Nhật. Đấy, về giá thì như này nhá, các bác mua hai cái món này, cái này bề ngang nó là lớn đấy các bác nhá. Cái này không phải là bộ mà mình ghép, và may mắn là nó được về cùng cái model 507 thì em phối luôn cho các bác. Thì cái với cái đầu giải mã MD này, MD nhé, không phải CD nhé, đầu giải mã MD này, cửa MD này và âm ly 507 MD về, các bác mua hai món 10 triệu. Đấy, loa 12.8, nhưng mà quan trọng là gì, nếu anh em mà mua ghép full bộ này gồm cả ba món này em sẽ để ra cực kỳ tốt, 22 triệu. Đấy là các bác mua luôn cả tất cả các món nhé, mà em khuyến khích các bác mua luôn, bởi vì đây là những cái mà tức là em đã dựa trên những cái yếu tố về thông số kỹ thuật, về cái độ hợp để em phối cho các bác một bộ nó hợp lý nhất các bác nhé. Loa Anh, âm ly và CD của Nhật, tiện 100V. Đấy, bây giờ thì mời các bác quay đằng sau các bác xem. Đây là dòng bookshelf của Anh Sĩ, công suất maximum 120W, cực kỳ khủng, Beverup S2. Đấy, con này có thể đánh BY được. Còn đây là con đầu giải mã. Đấy, em đang dùng trực tiếp bằng cái đĩa MD của nó. Còn nếu mà các bác dùng giải mã, các bác sẽ cắm in vào đây. Đấy, tóm lại là với bộ này thì anh em chơi hoàn toàn tự tin, tại vì cổng giao tiếp, cổng kết nối gì nó cũng có. Tức là bây giờ các bác nghe nhạc trên TV thì các bác phải cần giải mã, thì con này có giải mã rồi. Còn đây là chiếc âm ly 507 MRV, công suất 160W, made in Japan, full bộ của Nhật. Đấy, cặp loa thì rất là chất, 062868, 062867, series liền kề, made in England. Các bác mua riêng nhé, 128, vân gỗ cực kỳ đẹp. Đấy, và xuất sắc luôn. Chào quý khán giả thân mến và dân dân. Đây là em thu đây. Cặp loa này thì nó zin hết luôn, nó zin luôn cả gân. À, cái gân cao su em quay gần cho các bác nhé. Đây này, gân zin này các bác này, nhưng mà rất là đẹp. Đó, sợi Kevlar đây, màng Kevlar đây, còn vàng óng luôn, rất là đẹp luôn. Rốn tên lửa này, nói chung loa không có gì để chê cả, gông đúc nhá. Mặt này, mặt nó ô hình lục lăng này, tỷ lệ chia rất là đẹp, vân nổi này, xoáy nổi này, gông đúc này, sần đẹp này, màng kép la vàng óng đẹp. Cái sợi này đó là cái sợi để đan để làm cái áo chống đạn ấy. Nếu mà anh em nào mà biết là sẽ tìm hiểu về cái những cái áo chống đạn của bộ đội, của những cái binh sĩ của nước ngoài, của Mỹ,
người ta dùng những cái sợi này để người ta đan thành áo chống đạn. Bởi vì những cái sợi này, sợi Kevlar này nó đan lại, nó tạo thành một cái gọi là cái màng rất là vững. Cho nên là cái bát người ta sử dụng sợi Kevlar này để tạo cái độ vững cho cái màng bát. Đấy. Làm thế nào? Thứ nhất là chịu được lực này, tạo độ vững này, và quan trọng nó phải nhẹ. Bây giờ mà áo chống đạn mà nặng thì binh sĩ di chuyển không tốt, thì cái màng loa này nó cũng đảm bảo, nó cũng cần cái yếu tố là phải nhẹ nhé con nhé. Còn nếu mà nói để mà làm màng thì để mà làm cứng thì sao người ta cho luôn những cái ví dụ như sắt to đùng đấy, nó cứng luôn, nhưng mà nó không đảm bảo được về trọng lượng. Màng là phải nhẹ, nhẹ nó liên quan đến một trong những cái đấy là cái độ nhạy của loa. Cái gân này cũng thế này, cũng liên quan đến độ nhạy của loa nha các bạn nhé. Tất cả những yếu tố về từ, về lâm châm, rồi về côn nó đều liên quan. Đó. Những cái màng này nó phải tạo những cái sợi như thế này, nó vững. Ví dụ như cái màng giấy này thì nó cũng nhẹ, nhưng mà để mà nó độ vững thì không bao giờ nó vững bằng cái này được. Cái này nó kiểu như cái sợi carbon các bạn. Đó. Một số cái dòng loa của Nhật các bạn nhìn nó cũng là dòng sợi carbon. Thì dòng này là sợi Kevlar, nó đỉnh cao hơn. Đó, nó chịu lực cực kỳ tốt. Nó mỏng này, nó nhẹ này, và nó vững. Khi bát nó loa nó kêu, cái tần số bát nó xuống thấp, thì cái màng loa nó dao động như này, thì cái màng bát nó không vững, nó bị vẹo. Đó, nó không đảm bảo cái hành trình của loa. Và tiếng loa, tiếng bát nó sẽ không chắc. Nhưng riêng với BB Loop thì nó lại đảm bảo được cái điều đó, yếu tố đấy. Bộ này thì sẽ phục vụ cho các bác vào mà chơi cái phòng khoảng trên dưới 20 mét, phòng nhỏ và bày thì rất là đẹp, sang xịn. Đó. Giá thì cụ thể như thế rồi nhé. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe lại cái bài vừa nãy nhé, để các bác nghe thử xem với cái cấu hình này thì xem là có đối thủ nào không, và đặc biệt là với dòng bookshelf mà anh em thích đủ các giải thì chỉ phải chắc chắn là phải tìm đến BB Loop rồi. D200 và D500 Liverpool nó là hàng xuất Anh thôi. Thực ra nó chỉ là tái tạo lại thôi, chứ còn để mà chất thì các bạn phải chơi dòng này. Nó đảm bảo tất cả các cái giải âm. Con này có giải mã rồi cho nên anh em yên tâm nhé. Các bác hoàn toàn chơi luôn từ YouTube luôn được. Đấy. Tất cả. Với con âm ly này thì nó có 3-4 lút chừng lao lớt. 5-7 MRV này nhá. Đấy, có mấy lút này, 4 lút chỉnh lao lớt này. Đón lên về cùng đến đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dù em nào muốn rằng xa với tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm ý cho đẹp. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Chào quý khán giả thân mến, và gia đình hôm nay rất là hân hạnh. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.